chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tuyết Mai sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2024 do Bộ Công Thương phát động, các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã chủ động sử dụng nguồn năng lượng điện hợp lý, tiết kiệm hiệu quả và sẵn sàng tắt điện 1 giờ vào lúc 20h30 đến 21h30 thứ Bảy ngày 23 tháng 3 năm 2024. Sự kiện giờ trái đất năm 2024 thu hút 35 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam, năm nay với thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen, kêu gọi cộng đồng xã hội cùng chung tay bảo vệ trái đất. Sự kiện diễn ra trong 1 giờ, từ lúc 20h30 phút đến 21h30 thứ Bảy tuần này, ngày 23 tháng 3 năm 2024. Sự kiện này càng có ý nghĩa quan trọng khi mùa hè này, dự báo Hưng Yên nằm trong vùng bị thiếu điện, đường dây cao thế 500 kV Quảng Trạch Phố Nối đang phải gấp rút thi công để khắc phục tình trạng này. Hưởng ứng giờ trái đất năm nay, công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Hưng Yên, các đơn vị quản lý hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, khu công nghiệp, các thôn xóm thực hiện tắt điện toàn bộ đèn chiếu sáng, đèn biển hiệu trang trí, riêng chiếu sáng trên quốc lộ 5, đường nối hai đường cao tốc cầu rẽ Ninh Bình và Hà Nội Hải Phòng cắt giảm 50% số bóng đèn để đảm bảo an toàn giao thông. Cùng hành động vì một mục tiêu chung tay tiết kiệm điện thành một thói quen là những thông điệp về giờ trái đất năm nay. Năm nay, thời tiết bất thuận cho nhãn ra hoa. Đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ ra hoa của nhiều nơi cao chỉ đạt khoảng 70%, nơi thấp từ 50 đến 60%. Một vườn nhãn hàng trăm cây, các năm trước đều có quả, nhưng đến nay không có hoa. Theo bà con trồng nhãn, năm nay khí hậu biến đổi ảnh hưởng đến việc phân hóa mầm hoa. Vào mùa đông, khi cây nhãn cần nhiệt độ thấp để ủ mầm hoa thì trời ấm nên nhiều cây không ra hoa. Thời kỳ nhãn ra hoa, cuối đông, thời tiết rét đậm không thuận lợi cho cây nhãn sinh trưởng nở hoa. Bên cạnh đó, công tác dự tính dự báo thời tiết chưa sát dẫn đến việc chăm sóc, tác động cơ học, hóa học và sinh học không mang lại hiệu quả. Vì vậy, ước tính đến thời điểm này, tỷ lệ ra hoa nhãn ở thành phố Hưng Yên chỉ đạt khoảng 70%. Các huyện còn lại, tỷ lệ còn thấp hơn. Cũng tương tự như Hưng Yên, các vùng nhãn lớn của miền Bắc đều chung tình trạng nhãn ra hoa thấp. Do mùa nhãn ra hoa không thuận lợi, kéo theo nghề nuôi ong lấy mật cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy, sản lượng mật ong cũng sẽ giảm từ 40 đến 50% so với năm trước. Thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Hưng Yên xuất hiện một số đối tượng lợi dụng lúc đêm tối thực hiện hành vi phun xịt sơn quảng cáo địa chỉ trang web cá độ cờ bạc lên các ghế đá trước cửa nhà dân và khu vực công cộng. Hành vi này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Các đối tượng xịt sơn quảng cáo địa chỉ trang web nói trên lên các ghế đá nhà dân như trên đường Tuệ Tĩnh, đường Đông Thành, đường Dương Quảng Hàm, Đoàn Thị Điểm, Lê Lai, phố Phạm Hồng Thái, Huỳnh Thúc Kháng. Ngay cả các ghế đá công cộng ở công viên Nam Hòa, phường Lê Lợi cũng bị các đối tượng phun xịt sơn quảng cáo. Một số bạn trẻ tò mò tìm hiểu các dòng chữ trên ghế thì đó là các địa chỉ, các trang web cá độ cờ bạc. Nội dung quảng cáo cờ bạc này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn xã hội, dẫn đến việc nhiều người tìm chơi, từ đó tiền mất tật mang. Bởi truy cập trực tiếp vào trang web nói trên, thấy nhiều trò chơi cá cược bằng tiền như casino, bắn cá, nổ hũ, game bài 3D, xổ số. Rõ ràng, việc phun sơn dán thông tin quảng cáo nói trên không chỉ là mất mỹ quan đô thị mà đây còn là hành vi bị cấm. Chương trình xin được tiếp tục với phần tin trong nước. Trước tình trạng giá vàng trong nước thời gian qua biến động mạnh, ảnh hưởng đến sự ổn định, an toàn thị trường tài chính, tiền tệ và tâm lý xã hội, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị có liên quan tiếp tục theo dõi sát diễn biến vàng thế giới và trong nước để khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp bình ổn thị trường vàng, không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế, cũng như các tác động tiêu cực đến tỷ giá, lãi suất, thị trường tiền tệ, ngoại hối và an toàn, an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia. Đồng thời yêu cầu các Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước rà soát toàn diện khuôn khổ pháp lý, cơ chế chính sách liên quan đến quản lý thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng miếng, vàng trang sức và tổng kết ngay việc thực hiện Nghị định số 24/2012 để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước phù hợp với quy định phát triển thị trường minh bạch, lành mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 22 tháng 3 năm 2024.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết sẽ tăng mua nguồn nhiệt điện và năng lượng tái tạo để đảm bảo cung ứng cho sản xuất sinh hoạt trong mùa nắng nóng. Cụ thể, đơn vị này cho biết sẽ tăng mua từ nhiệt điện tăng khoảng 145% so với năm ngoái 2013, đồng thời huy động tối đa nguồn năng lượng tái tạo, trong đó giá mua nhiệt điện trong năm 2013 là 2.100 đồng 1 kWh, cao hơn gần 40% so với thủy điện, mức này tương đương giá từ các nhà máy điện mặt trời. Hiện thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương ở phía Nam đang vào cao điểm nắng nóng, khiến cho lượng điện tiêu thụ tăng gần 11% so với cùng kỳ. Ngày 20 tháng 3, Công an thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đã phát đi thông báo truy tìm các gói nghi là chất cấm trôi dạt từ biển vào đất liền và kêu gọi người dân hợp tác với cơ quan chức năng. Thông báo cho biết ngày 18 tháng 3, người dân địa phương khi đi tắm biển phát hiện một số có hình chữ nhật bọc kín và quấn băng keo màu xám bạc, màu trắng hoặc màu đen, trọng lượng khoảng 1 kg trôi dạt vào bãi biển thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa. Qua kiểm tra sơ bộ, bên trong các gói này có chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy. Công an thị xã Đông Hòa đã thông báo đến đồn biên phòng và công an các xã phường trên địa bàn để thông báo rộng rãi cho nhân dân. Người dân nếu phát hiện hoặc là có thông tin liên quan phải báo cáo giao nộp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết. Mọi trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Dự báo Thời tiết châu Âu dự báo mùa bão năm nay có thể đặc biệt dữ dội với nhiều siêu bão. La Nina mạnh mẽ, nhiệt độ nước biển nóng hơn bình thường, áp suất khí quyển thấp hơn bình thường là những yếu tố làm gia tăng sự khắc nghiệt của thời tiết. Năm 2024, La Nina mạnh lên nhanh chóng và làm giảm gió Đức ở Đại Tây Dương, cho phép nhiều cơn bão hình thành và đi vào vùng Caribe và vùng vịnh Mexico, thay vì đẩy bão về phía giữa Đại Tây Dương hoặc làm bão suy yếu. Nhiệt độ bề mặt nước biển ấm hơn bình thường ở lưu vực Đại Tây Dương tạo điều kiện cho nhiều cơn bão hình thành hơn. Hiện tại, nhiệt độ ở Đại Tây Dương đang có đặc tính của tháng 7 chứ không phải của tháng 3. Nước biển nóng hơn cung cấp thêm nhiên liệu cho các cơn bão và khiến bão tăng cấp nhanh hơn. Ngày 20 tháng 3, Pháp thông báo phạt Google 250 triệu euro tương đương với 272 triệu đô la Mỹ do các vi phạm về bản quyền. Google cho rằng khoản phạt này không phù hợp, song chấp thuận dàn xếp vụ việc để giải quyết bất đồng. Nhà chức trách Pháp cho biết mức phạt trên do các lỗi vi phạm của Google về cam kết chi trả cho các công ty truyền thông khi sử dụng lại nội dung trên không gian mạng và việc sử dụng tư liệu để đào tạo công cụ hội thoại trí tuệ nhân tạo AI mà không thông báo. Trước đó năm 2022, Google đã cam kết đàm phán chi trả công bằng với các hãng tin của Pháp. Theo đó, Google phải cung cấp cho các hãng tin một đề nghị chi trả minh bạch trong vòng 3 tháng sau khi nhận được khiếu nại về bản quyền. Tuy nhiên, ngày 20 tháng 3, nhà chức trách Pháp cho biết sẽ áp khoản phạt mới với Google vì không tuân thủ các cam kết nêu trên, không có thiện chí đàm phán với các nhà xuất bản tin tức. Tốc độ thải rác điện tử trên thế giới đang tăng nhanh hơn 5 lần so với tốc độ tái chế, càng làm trầm trọng thêm những hậu quả về môi trường và sức khỏe trên toàn cầu. Đây là nội dung nêu trong báo cáo mới được các cơ quan của Liên Hợp Quốc công bố, qua đó gióng lên hồi chuông cảnh báo về cuộc khủng hoảng rác thải chưa được quan tâm đúng mức. Theo báo cáo từ Liên minh Điện tử Viễn thông Quốc tế ITU và Viện Nghiên cứu Liên Hợp Quốc về Nghiên cứu và Đào tạo UNITA, khối lượng rác thải điện tử năm 2022 là 62 triệu tấn, mức cao kỷ lục và tăng tới 82% so với năm 2010. Đáng chú ý, chưa đến 25% trong tổng khối lượng rác điện tử năm 2022 được thu thập và tái chế. Báo cáo cũng dự báo lượng rác thải điện tử thải ra trên toàn thế giới sẽ tăng lên 82 triệu tấn vào năm 2030. Đây là xu hướng đáng báo động, đòi hỏi hành động khẩn cấp để giải quyết cuộc khủng hoảng rác thải điện tử ngày càng nghiêm trọng. Rác thải điện tử được định nghĩa là những sản phẩm điện tử bị vứt bỏ như động cơ pin hoặc pin cắm có thể gây ra những nguy cơ đáng kể cho sức khỏe con người và môi trường vì những thành phần độc hại. Thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.